Phúc Ân, Nam Cường. Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Và hôm đây là hậu trường của chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay. Hôm nay thì tụi Cường sẽ dẫn bản tin cho ngày thứ bảy và ngày chủ nhật, là hai ngày cuối tuần rực rỡ của chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Cho nên là mọi người sẽ thấy là tụi Cường không có mặc áo dài và những cái bộ vest gọi là có cà vạt chỉnh chu nữa, mà thay vào đó là nhẹ nhàng với váy đầm đó, dẫn xong có thể đi chơi được. Cái chuẩn bị chuyên gia đánh giá biểu giá gì, chuyên gia đánh giá biểu giá điểm mới hả? Theo chuyên gia đánh giá thì biểu giá đúng rồi. Ok, quay nha, chào mừng và chữ trân trọng là mình gật đầu ha. Rồi, vẫn còn nhiều điều, vẫn còn. Dạ, em xin cái chuyện lịch qua này tí. Kính chào quý vị, theo chuyên gia đánh giá thì biểu giá điện mới có nhiều cải tiến, phù hợp hơn với nguyên tắc dùng nhiều điện phải trả nhiều tiền hơn. Tuy vậy, vẫn có nhiều điều cần làm rõ trong biểu giá điện mới. Nội dung đáng quan tâm này sẽ được chúng tôi đề cập cụ thể trong chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh đó còn có các thông tin nóng, những câu chuyện ý nghĩa và thú vị khác cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ trong suốt 30 phút của chương trình. Chúng tôi là Hồng Thoa. Còn nhiều điều cần làm rõ trong biểu giá điện mới. Nội dung đáng quan tâm này sẽ được chúng tôi đề cập cụ thể trong chương trình hôm nay. Bên cạnh đó còn có các thông tin nóng, như câu chuyện ý nghĩa và thú vị khác cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ trong suốt 30 phút của chương trình. Chúng tôi là Phúc Ân và Nam Cường. Trân trọng cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu là cụm tin nóng mà chương trình cập nhật trong 24 giờ qua. Ok. Bộ Công Thương đã có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để lấy ý kiến về biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt mới. Theo đó, Bộ đã đưa ra nhiều phương án biểu giá điện, phân tích những ưu nhược điểm cụ thể. Đặc biệt, Bộ đã đề xuất rút gọn biểu giá bán lẻ điện bậc thang điện hiện hành từ 6 bậc xuống còn 5 hoặc 4 bậc. Và đánh giá về biểu giá đang xin ý kiến, các chuyên gia cho rằng việc cải tiến này là cần thiết vì không chỉ đáp ứng yêu cầu của quản lý, sản xuất, kinh doanh mà còn cả yêu cầu của dư luận xã hội nhân. 3, 2, 1, kết. Theo ý kiến của ông Hà Đăng Sơn, giám đốc trung tâm nghiên cứu năng lượng xanh và tăng trưởng xanh. Rồi lại 3, 2, 1 kết. Theo ý kiến của ông Hà Đăng Sơn, giám đốc trung tâm nghiên cứu năng lượng và tăng trưởng xanh được trang lớn chính trại bị đớp lưỡi rồi. Ok chưa? Ok. Rồi lại 3, 2, 1 kết. Theo ý kiến của ông Hà Đăng Sơn, giám đốc trung tâm nghiên cứu năng lượng và tăng trưởng xanh được đăng trên báo Nhịp sống Doanh nghiệp, thì Bộ Công Thương phải nêu được sự cần thiết trong việc bắt buộc phải cải tiến biểu giá bán lẻ điện, cụ thể là các nguyên tắc xây dựng biểu giá, nguyên tắc rút ngắn bậc, nguyên tắc sắp xếp lại bậc thang, nguyên tắc thúc đẩy thực hiện tiết kiệm điện, nguyên tắc xử lý mối quan hệ giữa chi phí và giá của mỗi bậc thang. Quý vị thân mến, trải qua từng thời kỳ phát triển của lịch sử, áo dài luôn không ngừng biến đổi nhưng vẫn luôn giữ được vẻ đẹp dịu dàng truyền thống của người phụ nữ Việt. Hiếm có một trang phục nào vừa kín đáo chuẩn mực lại vừa tôn lên vẻ đẹp thức tha bề mại của người phụ nữ. Với vậy mà hiện nay tại Hà Nội vẫn còn những gia đình lưu giữ được nét văn hóa truyền thống bởi tình yêu và đam mê với tà áo dài, góp phần tôn vinh di sản văn hóa của Việt Nam. Thưa quý vị, các thanh chắn đường tàu có chức năng đảm bảo an toàn người tham gia giao thông. Thế nhưng mới đây, một thanh chắn đường sắt tại thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đã suýt gây ra tai nạn cho người đi đường. Mời quý vị cùng theo dõi diễn biến vụ việc do camera hành trình ghi lại. Đó. Rồi, xong em. Rồi, mời Cường. Coi chừng nó cái đuôi á. Đúng rồi. Đã bắt tạm giam 7 bị can từ 14 đến 18 tuổi về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. 7 thiếu niên này đã đánh một nam sinh lớp 11 tử vong. Thưa quý vị, những ngày qua, nhiều em học sinh ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đến trường với tâm thế 2-0, không sách vở, không đồng phục, vì tất cả đã trôi theo nước lũ. Biết được hoàn cảnh đó, nhiều người đã mang tập sách, quần áo tới ủng hộ.